Mày mà la lớn, tao không chắc mày có cơ hội gặp gia đình đâu. Hàng đã trong tay rồi. Mày đi đấy. Nhưng mà ông cũng nhiều tiền đấy. Trời ơi, ba cái đồ yêu. Trên xe còn có quả bom nữa. Sao? Có bom trên xe ạ? Anh yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Chỉ là bom giả thôi. Dạ vâng. Ông Quang mang số tiền là 10 tỷ. Số tiền lớn như vậy mà ông ấy chỉ đi có một mình. Tại sao anh không đi theo ông ấy? Trời, ông đem 10 tỷ mà ông dám đi mình luôn. Ông này đúng tự tin thiệt luôn á. Tôi cũng không biết. Thư ký có gọi điện và thông báo là sếp Quang lên sàn giao dịch và mang về 10 tỷ tiền mặt, tiền lãi suất gì đó. Ôi, anh, em thấy mấy cái vụ tiền ảo này có bộ làm ăn được á. Mấy anh giới thiệu em được không? Em làm mấy cái này nó hiểu quá. Thực ra hàng tháng ở công ty tôi vẫn có những buổi đào tạo cho những người mới. Nếu mà cậu quan tâm thì có thể tham gia. À, gần đây anh có thấy ông Quang có những mối quan hệ nào mà khả nghi ở bên ngoài hay không? Và việc ông ấy mang số tiền lớn như vậy ra ngoài một mình, có ai biết không? Tôi cũng không rõ. Thực ra bình thường những việc như này là tôi đều được thông báo, nhưng không hiểu vì sao lần này sếp lại không nói gì với tôi. Xin lỗi. Dạ, con nghe đây cô. Sao? Dạ vâng vâng vâng, con về ngay ạ. Bọn bác cóc muốn gặp tôi. 30 tỷ. 30 tỷ? Các anh có bị quá lố không vậy? Chúng tôi đào đâu ra số tiền như thế? Tao không cần biết. Tao muốn 30 tỷ cho cái mạng của sếp mày. Cô. Được rồi. Nhưng trước tiên cho tôi gặp sếp tôi đã. Giao tiền cho chúng đi. Anh có làm sao không? Tụi nó có hành hạ gì anh không hả? Anh ơi! Không sao, anh vẫn ổn. Mọi người gom tiền đưa cho chúng đi. Địa điểm đeo tiền là chỗ mà anh và cậu Hùng biết đó. Dạ vâng ạ. Muốn giữ cái mạng sống của mày ấy thì lo mà ngoan ngoãn đi. Tôi đây. Địa điểm bọn tao sẽ báo lại sau. Khôn hồn thì đừng có mà báo công an. Nếu không lão già của chúng mày sẽ đi ngủ với Jun đấy. Alo. Trời ơi, lấy đâu ra số tiền mà lớn gấp vậy chứ? Mọi người hãy yên tâm,
Chúng tôi sẽ lên kế hoạch để cứu ông Quang, nhưng cần nhất là mọi người phải hợp tác. Chúng tôi sẽ cố gắng để lo đủ số tiền. Chúng tôi á lấy hết cả sống hồn để lo cho chồng tôi. Nhưng mà lỡ bọn chúng phát hiện ra có công an thì sao? Đó là nghiệp vụ của chúng tôi, yên tâm đi. Thôi, tôi xin phép. À, tôi xin phép nói chuyện riêng với bà Thơm được không? Tôi cũng không hiểu sao á, ông cầm một số tiền lớn mà ông đi một mình như vậy chứ. Bà có thể nói cho tôi biết rõ hơn về ông Quang không? Ông ấy rất thận trọng về công việc và tiền bạc. Nếu như bắt ông ấy đào hầm để bảo vệ tiền bạc, ông cũng sẵn sàng làm. Vậy ông Quang có điểm yếu là gì? Đa nghi. Vậy bà có biết cụ thể là ai không? Ai cũng vậy thôi, kể cả tôi. Xong rồi, người đâu? Đừng có sốt ruột, để xem chúng mày có lực lượng hỗ trợ không đã. Cứ đứng đấy mà hóng gió tí đi. Tôi đây. Đi ra khỏi chỗ đó đi, lát nữa quay lại nhận hàng. Chúng tôi đang theo dõi một vụ án lớn. Hai anh làm gì lén lén lúc lúc vậy? Bọn em có làm gì lén lút đâu. Bọn em mang con ma nó canh về đi khai trương cửa hàng thời trang mà. Vậy còn bộ đồ kia thì sao? Thì bán quần áo mà anh. Thôi ông đi đi. Xe tôi đâu? Là sao? Tiền vẫn còn nguyên. Người đâu? Thì tiền còn nguyên làm sao mà có người được? Tức thiệt chứ. Sao tụi nó không xuất hiện? Chắc chắn có người để lộ thông tin mai phục, hoặc là bọn chúng có sự đề phòng. Con mời cô ạ. Tôi có việc muốn bàn với cậu. Dạ. Chuyện gì vậy cô? Chúng mình tự cứu chồng tôi ra đi. Ý cô là sao ạ? Tại vì mình hợp tác với công an á, còn lâu chồng tôi mới ra được. Không được đâu cô ơi, con thấy việc này rất là nguy hiểm. Hay là mình cứ từ từ để công an lên kế hoạch xem sao ạ? Từ từ là đến bao giờ? Tính mạng chồng tôi là ngang cân treo sợi tóc. Hàng đêm á, tôi nằm mơ, tôi thấy tụi nó đánh đập chồng tôi quá chừng luôn á. Làm sao tôi chịu đựng nổi? Cô ơi, cô cứ ngồi xuống, bình tĩnh đã. Con cũng đâu hơn cho cô đâu. Ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa, mà con còn phải lo bên đối tác. Con nghĩ là cũng không giấu được lâu đâu ạ. Vậy thì mình hành động đi. Nhưng 30 tỷ là một số tiền quá lớn, là 2/3 số vốn của công ty. Liệu cổ đông họ có đồng ý không ạ? Còn người còn của, ông về ông sẽ lấy lại cho công ty thôi. Bây giờ mình cứ im lặng đi. Con nghĩ là không được đâu cô ạ. Con thấy quá nguy hiểm, có thể là vừa mất tiền vừa mất mạng luôn ạ.
Tôi nói cho cậu biết, tính mạng của cậu á, chồng tôi cứu, cuộc sống hàng ngày chồng tôi lo. Nếu như cậu không làm, tôi sẽ làm. Cô ơi. Ráng mà ăn đi. Có xuống dưới thì cũng được làm con ma no. Mà người nhà ông còn non và xanh quá, tính đưa bọn này vào chồng à? Ngủ sớm mà nằm mơ đi. Thả tao ra đi. Tụi mày sẽ có nhiều hơn số tiền này nữa. Ông nghĩ là tôi sẽ tin ông à? Tôi mang tiền tới rồi, canh giao người đi. Bọn tao không ngu lần hai đâu. Chúng mày mà có công an hậu thuẫn thì sếp mày không có ngày mai đâu đấy. Các anh yên tâm, có tôi với bà Thơm thôi, lần này không ai biết cả. Đừng manh động. Tiền đâu? Tiền đây. Xếp tôi đâu? Bây giờ để tiền xuống dưới đất, lùi lại 10 bước, tao sẽ đến lấy tiền và để lão già ở lại. Nhưng mà làm sao tôi biết chồng tôi trong đó? Bà với chồng bà đang nghi như nhau, bớt nghi ngờ người khác lại thì mới bớt kẻ thù bà. Sao? Bây giờ bà có làm không? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Sếp ơi! Sếp! Trời ơi, chồng tôi đâu? Quăng lừa đảo kìa, trời ơi, lừa tôi đã biết trước sự việc này rồi mà. Trời ơi, chồng tôi đâu? Trời ơi, chồng ơi. Alo. Chờ đẹp đấy. Nhưng rất tiếc, không phải bộ phim nào kết thúc cũng có hậu. Alo. Sao? Cảm giác nhìn thấy tiền của mình trong hoàn cảnh này thế nào hả ông chủ tịch tham lam? Tranh thủ mà hít bầu không khí của hành tinh mang tên trái đất đi. Vì sắp tới ông sẽ hít bầu không khí của địa ngục rồi đấy. Kế hoạch hoàn hảo đấy. Chết thật. Tại sao các cậu lại đối xử với sếp tôi như thế? Đỡ ông ấy dậy. Sao rồi sếp? Bình thường sếp thông minh lắm mà. Sếp cẩn thận lắm mà. Mày đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Còn tao nuôi ông tài áo. Ăn cháo đá bát à? Tôi nói cho ông biết,
Đây là kết cục ông tự gánh chịu thôi. Ông tham lam cho lắm mà. Ông định nuốt lời của tôi à? Hả? Ông nghĩ sao? Ông nghĩ sao? Ông yêu cao quý lắm sao? Ông còn đáng gây tởm tôi rất nhiều lần. Đây là quả mà ông gieo trồng đấy. Bây giờ giải quyết sao anh? Cái cần lấy thì cũng đã lấy rồi. Tụi bay thả tao ra. Bao nhiêu tiền tao sẽ trả. Hết vui rồi. Nói thật với sếp nhé, số tiền này là do tôi và vợ sếp âm thầm rút cổ đông của công ty để cứu ông. Bây giờ ông sống không bằng chết. Giá như ngày xưa ông giữ lời hứa chia cho tôi 50% thì đâu đến nỗi bị rút tiền cổ đông. À, thực ra ấy, đây là ý của vợ sếp. Mà tôi phải công nhận ông có một người vợ hết lòng vì ông đấy. Chỉ đáng tiếc là bà ta lại không hiểu được lòng dạ của ông. Khốn kiếp, uổng gặp là tính nữ mày. Này, xử lý cho sạch sẽ vào. Công an đây! Chạy đi! Tất cả đứng đi! Hello em chưa về à? Ai vậy? Làm gì vậy? Hành vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Ở hiện trường vụ bắt cóc ông Quang, tôi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc khó chịu, còn Vương ở trong xe. Ngay sau đó, mùi ẩm mốc này lại xuất hiện khi tôi đứng gần anh. Khi kẻ bắt cóc gọi điện đòi tiền chuột, anh nói chuyện bình tĩnh như kiểm soát được tình hình. Địa điểm đeo tiền là chỗ mà anh nhà cậu Hùng biết nữa. Nhưng khi ông Quang nhắc đến nơi giấu tiền bí mật, anh vội cắt ngang cuộc gọi để che mắt chúng tôi. Tôi đã nói chuyện với bà Thơm và biết được ông Quang là người vô cùng thận trọng về tiền bạc. Bắt ông ấy đào hầm để bảo vệ tiền bạc, ông cũng sẵn sàng làm. Câu nói này khiến tôi nghi ngờ anh có liên quan tới vụ bắt cóc tống tiền này. Tôi đã bám theo anh từ công ty để theo dõi hành tung của anh. Anh đã dẫn tôi đến một đường hầm bí mật ngay dưới công ty. Nơi này nồng nặc mùi ẩm mốc như ở hiện trường của bắt cóc, giống như mùi ẩm mốc ám trên trang phục của anh. Khi kế hoạch mai phục giả của ông Quang thất bại, chúng tôi nghi ngờ anh là kẻ đã để lộ kế hoạch cho bọn bắt cóc. Ngoài bà ra thì có ai biết về thông tin tiền bạc của ông Quang hay không? Cậu Hùng, ông nhà tôi và cậu Hùng á có những chuyện còn bí mật cả với tôi nữa. Vậy cậu Hùng theo Quang bao lâu rồi? Từ lúc 15 tuổi, chồng tôi đã cưu mang và nuôi cậu tới bây giờ. Cậu là cánh tay phải của chồng tôi. Vậy gần đây giữa hai người đó có vấn đề gì không? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết rằng công việc của hai người á đang lên như diều gặp gió vậy á. Hình như là có mở một công ty làm tiền ảo hay gì đó. Bà Thơm đã đồng ý hợp tác với chúng tôi và dụ dỗ anh thực hiện kế hoạch tự giao nộp tiền chuột mà không cần sự giúp đỡ của công an. Khi bọn bắt cóc trở mặt và lấy tiền nhưng không thả người, chúng tôi đã không can thiệp để có thể bám theo chúng về hàng ổ.
Bọn bắt cóc đã trở về đúng căn hầm mà anh đã lén lút ngày hôm trước. Đây là cái cục bóng tước anh chịu thôi. Khi anh lộ mặt là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc này, tôi cùng công an đã tiến hành bắt giữ anh và đồng bọn. Để chúng tôi về cơ quan điều tra. Đi. Bây giờ mời lên phường. Có mấy cái chuyện dâm ba thị phi, tham ô tụi mày bán hàng thu mua tiền nóng tiền chi, đến tay tao là tao sẽ không buông tha và máu ở trong tu ra. Nếu như mày không thiện chí nên mày trốn ở đâu thì tao cũng bắt được mày, tại vì tao mang cái danh thám tử truyền kỳ. Trộm cắp lừa đảo ma túy ở nó chơi luôn ngoài đường, khi bị bắt hỏi tại sao lại kỳ. Khi đêm hôm năm ba thằng dân la rằng trộm chó kẻ anh bắt nó lại đi. Công việc của thám tử đi đêm đi ngày cày không ngại chí, có khi phải đối mặt với vũ khí tính toán không kỹ là đời này mày đi đâu sao kể cho mà nghe. Phán tưởng dễ kể đâu mà khoe, làm điều xấu khỏi cần mày giấu, kể cả đầu gấu máu cũng phải nghe. Tao đã nói là không thể buông tha bà già móc túi tội lỗi không thể che nè. Nói nhỏ chơi mình làm mấy điều ác thì tự mình hổ thẹn, nói thẳng cho dễ nghe. Sống làm người tốt học làm người khôn, mà dối cha trốn hoài có được không?